Ông Mộc Đức chim xong lâu rồi mà có nên nuôi lồng lực không? Tốt nhất là cứ nuôi lực cho bác ông đầu bốc nhé. Chim mới trong lồng thì tốt nhất là bác cứ nuôi lồng lực cho em. Thứ nhất là mình thả lực cho nó thoải mái. Thứ hai là nó có sự vận động trong một thời gian ôm lông và mình tù trùm nó tù túng và nó chỉ stress. Mình thả lực cho nó thoải mái. Thứ hai là nó gom lông. Và cái thứ ba nữa là nó hoạt bát thì nó sẽ sót rụng những cái lông sót mà nó còn lại, nó sẽ nhanh nhẹn vào lửa hơn. Bác nhé. Chim song lông mình thả lực thời gian bao lâu là hợp lý và lực dài bao nhiêu là phù hợp? Bạn tư vấn cho bạn Đại Phan Hà Tĩnh. Vâng, nếu mà một chú chim song lông thì các bác thả lực từ 3 tới 4 tuần là thời gian hợp lý nhất bác nhé. Và cái lực dài bao nhiêu thì tùy vào mỗi người, nhưng mà với cá nhân em, thứ nhất là em đúc kết lại và thứ hai nữa là em đã từng sử dụng thì em đánh giá lực cho chú chim vừa thay lông xong từ 80 cho tới 1 mét là phù hợp nhất. Đấy, chứ còn có nhiều anh em người ta cũng 1,2 thôi, 1,5, nhưng mà cá nhân đánh giá đấy là không cần thiết, nó không cần thiết đối với một chú chim thi đấu. Chứ còn em thì em cứ toàn trùng 80 tới 1 mét thôi. Chim bị quẹt cầu xù rũ nhiều dù đánh nhất mạnh, cách khắc phục thế nào anh? Thứ nhất là chú chim nó có nhiều cái nguyên nhân. Thứ nhất là chú chim nó có thể liên quan tới hệ hô hấp, bác Đặng Minh Bảo nhé. Cái nguyên nhân đầu tiên mà có thể dính tới đó là cái liên quan tới hệ hô hấp. Thứ ba là bác nội lực của chim nó hơi yếu. Thứ hai, đó là hai nguyên nhân đấy, bác Đặng Minh Bảo nhé. Cho nên là tốt nhất là bác phải xem xét lại con chim đó, xem là con chim nó có bị sổ mũi hay là nó liên quan tới hệ hô hấp hay không. Đấy, vì nó quẹt cầu sổ rũ đó là nó liên quan tới thể lực. Mà liên quan đến lực thì nó thông thường là nó chính tới hô hấp. Bác nhé. Chim đang đấu dàn, tốt bu nan cắn nam có cái nào? Những chú chim này bạn nên nốt cái lồng hai lớp nan. Bác Đức Hoàng nhé. Thông thường những chim mà bu nan cắn thì chú chim nó rất là hung dữ và đấu rất nhiệt. Đấy, nó bu nan nó để nó sục nó cắn đối thủ nhưng mà nó không làm được thì nó điên nên nó cũng sẽ quay lại nó cắn nan rồi nó cắn chân, điều đấy có. Cho nên là những chú chim này bạn phải khắc phục được nó là hạn chế bu dùng. Cho nên bạn nên dùng cái lồng thái hai lớp nan là nó phù hợp nhất nhé. Cảm xúc lần đầu được cầm cái cờ của bác như thế nào ạ? Vâng, thì nó thật đi các bác chứ. Cá nhân em là một người thường xuyên thuần bộ đi thi thì không kể là lần đầu tiên, bất cứ một cái thời điểm nào các bác cầm con chim bổi mà các bác lần đầu tiên cầm được cái cờ nó thì nó luôn luôn lúc nào như lúc nào. Không kể cả là khi mà mới mình bắt đầu được cái cờ trong cái sự nghiệp, trong cái cuộc đam mê đầu tiên, bất cứ giờ nào các bác cầm một con bổi đi thi mà các bác cầm được cái cờ nó là luôn luôn lúc nào nó cũng lần lần nó cũng sướng. Đấy, nó sướng tức là nó mình cảm giác là mình gọt giũa từ một con mộc mà nó tông đồng đùng 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 như vậy tới cái lúc mà nó đứng được cái lồng mà tới khi ra già nó chơi là nó cảm nó sung sướng vô cùng. Đấy, bất kể lúc nào như lúc nào. Đấy, chứ còn em có thể là các bác chứ cái vấn đề mà chơi chim chơi cò thế này nó cũng rất là nhiều cái. Có nhiều bác chả biết gì về chim cò cả. Đấy, nhiều bác không biết gì về chim cò cả. Thế nhưng mà chỉ là thích thôi chứ chưa phải là gọi là đam mê, thích nuôi chim thôi. Thế là vô tình thế là cầm được một con chim nó có tố chất, nó bản lĩnh. Đi thi cũng được vài cái tốt, vài cái cờ là về nó trên trời dưới biển. Cái đấy là có. Đấy, cho nên là cá nhân em thì em đánh giá là khi em cầm một cái nhiệm vụ đi thi mà có giải, lúc nào thì lúc nào nó rất là sung sướng, nó rất là đã. Tại vì mình gọt chũa được một con mộc nó từ sơ khai, từ những cái thứ mà chưa biết cái gì cả. Đấy. Mà tới khi mà nó đứng được cái lồng, nó biết chơi dàn để đi thi rồi, nó có giải thì nó lúc nào như lúc nào. Rất là sướng. Cho anh hỏi, chim được một mùa rồi, đi cà phê nó đang tắm một tiếng, nó đánh tầm một tiếng là ok, có nên cho đi bốc số không em cha? Dạ, một tiếng thì hơi ít, bác Nguyễn Hùng nhé. Nếu mà đi thi thì tầm một tiếng thì hơi ít, cái này thì có thể là anh có đi thi là vẫn được, nhưng mà sợ là nó không đủ lực để nó đi sâu. Thông thường mà anh muốn một con chim đi thi mà nó tốt ấy, cái tệ gì các bác phải đánh được tầm một tiếng rưỡi, thì các bác đi thi thì nó còn may mắn để nó vào giải. Nguyễn Hùng nhá, chứ còn một tiếng thì hơi ít. Chim em hót quýt quýt có thì được bác Phạm Thiệt, không sao cả. Trên dàn nó quýt quýt một vài lần chẳng ai bắt cả, cái quan trọng là thái độ đấu tốt. Đấy, nó vẫn hơn con chim nó quýt quýt mà nó đấu tốt, vẫn còn hơn những chú chim mà không quýt quýt, không xỉa lông nhưng đấu yếu. Em nói thật, em nếu mà tổng tài em cũng bắt những chú chim đấu yếu chứ sẽ chả ai bắt những con chim mà nó quýt quýt một vài cái mà đấu mạnh cả. Nguyễn Văn Bàn, em muốn tham khảo cám bác đang dùng có hợp khí hậu bác không? Vâng, hiện tại là bác anh em dùng rất là nhiều, bác Nguyễn Văn Bàn nhé. Tất cả các thiệu cám bây giờ thì cái quan trọng nhất là các bác phải hiểu về cám đó, thứ nhất. Thứ hai là cái chế độ các bác chăm,
nó phải phù hợp với từng thời điểm. Và hiện tại dòng cám cám Nam Đà Nẵng đấy, đây là một dòng thương hiệu mà em là một người sử dụng và em trải nghiệm đấy, tổng cộng là đã 8 năm và Tết năm nay là chuẩn bị sang 9 năm. Và đây là một thương hiệu mà em đồng hành tới tất cả thời gian, tất cả các chiến binh của nhà em trong thời vừa qua, kể cả chim mồi mà cũng như chim thi đấy. Thế thì nếu như các bác nào mà dùng cá Nam Đà Nẵng, kể không kể ngoài Bắc hay ở đâu cũng vậy đấy, nếu các bác lên này, nếu thời tiết nắng nóng thì các bác cho ăn trái cây thoải mái bình thường không sao cả đấy. Thứ hai nếu như thời tiết mà lạnh như cuối năm này thì các bác hạn chế bớt trái cây cho em đấy, tức là các bác nên cho ăn trái cây nửa ngày, còn nửa ngày là các bác cho ăn mồi tươi và cào cào đấy. Nhưng mà riêng về hãng cám Nam Đà Nẵng mà em dùng thì các bác cho ăn cào cào mát cho em không có vấn đề gì cả, kể cả các bác cho ăn cả ngày không sao cả, chim ăn được bao nhiêu các bác cứ cho ăn bấy nhiêu các bác nhé, riêng về mồi tươi cứ cho ăn thoải mái đấy. Nhưng mà về trái cây, về cái mùa cuối năm này á, nó lạnh thì các bác hạn chế bớt đấy, đỡ tiền nha. Các bác cắt ví dụ miếng chuối các bác cắt bằng đầu ngón tay thôi, các bác cần làm sao mà cho ăn nửa ngày là nó hết là vừa đấy. Ví dụ như là trưa các bác tắm chim, ví dụ như trưa các bác tắm chim thì các bác cắt một mẩu chuối hoặc là một trái cây gì cũng được, hay là táo hay là cà rốt hấp gì được, bằng đầu ngón tay thôi, các bác cần làm sao mà nó ăn từ trưa cho tới chiều là hết đấy. Sáng mai nó ăn cá mới bột, và trưa các bác trưa ngày mai các bác tắm chim lại các bác thay lại mới là nó ok. Đừng cho ăn trái cây nó nhiều quá thì nó sẽ bị lạnh bụng và nó lửa nó không đạt bác nhá. Chứ còn vùng miền nào vẫn chưa ok. Ok bác, loại thi là bao nhiêu một gói? Vâng, cái loại chim thi đấu ấy, loại cho chim thi đấu thì cái dòng này là cho chim ăn quanh năm, vừa thay lông và vừa nuôi lửa. Thì thị trường thì họ bán là 60.000 một gói, nhưng mà nhà em lại chia cho anh em là 55.000 một gói. Còn các bác nào mà lấy 10 gói đổ lên thì em sẽ đề nghị với hãng, tức là chỉ lấy 50.000 thôi, tức là rẻ hơn thị trường 10.000 đấy. Và cái này ở đây là chỉ có mình em chia sẻ đam mê là mới được cái giá đấy các bác nhá. Chứ còn các bác ra thị trường là họ cứ đóng các bác là 60.000 đấy, bác Nguyễn Văn Bàng nhá. Đấy, còn nếu bác mà ở ngoài đó bác mua được thì bác mua, còn không mua được thì bác muốn mua giá rẻ thì bác liên hệ với em sẽ đề nghị với hãng, nếu bác lấy 10 gói em hỗ trợ cho bác 50.000 một gói nhá. Thì đấu giải hiệp hội 3-500 lồng so sánh với siêu cúp trên 100 lồng thì cuộc thi nào khắc nghiệt hơn? À, bác Nhật Dương, bác hỏi câu này nó rất là hay đấy. Thế nhưng mà em trả lời bác là này, kể cả có giải hiệp hội hay là giải siêu cúp, bất kể một giải nào nó cũng có sự khắc nghiệt riêng của từng giải đó. Đấy, nhưng cái mấu chốt ở đây là thế nào? Cái mấu chốt đó là cái mật độ chim đấu trên giàn. Đấy, cái mật độ chim đấu trên giàn thì nó mới biểu hiện được cái sự khắc nghiệt. Thấy chưa? Nếu như các bác vô tình đi thi ở hiệp hội hay là siêu cúp, nhưng mà tại vì những cái giải mà siêu cúp thì thông thường là những chú chim hay, thông thường là như thế. Chứ còn những cái giải của hiệp hội từ 300 đến tới 500 lồng thì thông thường là những giải mở rộng và giá tiền nó thấp. Thế cho nên là vẫn có những chú chim gọi là mức độ trung bình và trung bình khá, thì những chú chim hay thì vào giải rất là dễ. Nhưng mà những cái giải siêu cúp thì thông thường là những chú chim rất là hay và có những cái thành tích. Đấy, đã nói tới siêu cúp thì thông thường là chú chim có thành tích, thì nó lại là những cái sự mà nó sự gay cấn nó cao, nó gay cấn nó cao. Thế nhưng mà gay cấn như cao hay thấp thì nó tùy từng cái mật độ. Đấy, có những trận thì nó thật với các bác thì cái thời tiết mà hay là thế này, cái những hai thời tiết mưa gió chim không đặt lửa thì nó chơi mức độ bình thường thì nó có gay cấn của chim bình thường. Nhưng mà gặp thời tiết nắng tốt, thời tiết ok thì chim nó căng lửa thì nó có sẽ có sự gay cấn của chim căng lửa, phải không ạ? Cho nên cuộc thi nào nó cũng chưa có sự khắc nghiệt riêng của nó và không có một cái sự trùng hợp nào cả và không có sự khác biệt nào cả bác nhá. Tại vì cái này cái mức độ đánh giá thì nó rất là khó, tại vì cái cảm giác của con người khi một con chim mà họ đi thi, họ vào giải nó đều như nhau, nó đều như nhau cả. À, cũng là sự cao trào, cũng là sự hưng phấn, cũng là sự hứng thú. Đấy, nhưng mà về cái độ mà khắc nghiệt thì nó tùy vào cái duyên, nó tùy vào cái trận đấu. Đấy, chứ còn mình đừng có bảo là tại vì cái siêu cúp, cái mật độ hay là cái đấu trường thế, cái đấu trường nó có sự khắc nghiệt riêng của đấu trường. Nhưng mà cái giải giao lưu nó cũng có sự khắc nghiệt riêng của giải giao lưu. Cho nên là mình cái này mình trả lời một câu xác đáng thì nó rất là khó, bác Nhật Dương nhá. Anh ơi, thuần bổ như bổ sao cho nhanh dạn anh, lồng như thế nào hay lồng nào cũng được. Vâng, thuần bổ thì bạn nên nuôi lồng dựa lực 60 hoặc 80 là nó nhanh thuần nhất.
Thứ hai nữa là bạn thường xuyên tắm cho nó. Con chim bạn bổ nhát mới thì nhát, nhưng mà nó tắm được, thường xuyên tắm hàng ngày được là nó rất là nhanh thuần. Đấy. Và cái thứ ba nữa là các bác không được nhốt cái lồng ép. Thứ nhất là chim bị ngoái ngửa nhiều. Thứ hai là nó tông, nó bị toát đầu, và con chim tông càng toát đầu thì nó càng lâu, càng nhát và nó tụt lửa thì nó càng nhát không. Cho nên là bạn phải nuôi những cái lồng lực ấy 60 hoặc 80 và thường xuyên tắm hàng ngày cho nó thì nó rất là nhanh thuần, tiếp xúc thì với nó và nhá, và hạn chế làm cho nó hoảng thì nó nhanh thuần hơn. Các anh chú ý nhá. Tiêu chí lựa bổi để thị di già như thế nào ạ? Mong anh chia sẻ. Vâng, nói chung là mỗi người có một cái tiêu chí, mỗi người có một cái cách để lựa chọn những chú chim bổi. Có những người người ta quan trọng về thái độ, có những người người ta quan trọng về hình bộ, đúng không ạ? Nhưng mà với cá nhân em, một chú chim bổi tuyển lựa chọn để mà tuyển bổi thì em có 4 tiêu chí, đó là chân, cánh, đầu, mào, là 4 tiêu chí đó. Để em không cần biết đó là chú chim gì cả, nhưng mà em cứ đủ 4 tiêu chí cho em, chân, cánh, đầu, mào cho em là em lựa chọn một chú chim hay. À, bác Hoàng Phi nhá, cái này thì em nói rất là nhiều trên các live stream trước, bác có thể xem lại những cái live stream trước nhá. Đấy, nhưng mà rồi em tuyển mãi được con cũng đủ đầy đủ yếu tố chân, cánh, đầu, mào đấy, nhưng mà cuối cùng về bị đau chân, đang còn buồn đây. Mẹ, bổi tuyển thì tầm giá như thế nào? Nó có nhiều giá lắm lắm bạn ơi, nó có nhiều giá lắm. 3 triệu có, 4 triệu có, 5 triệu có, 6 triệu có một con bổi tuyển. Nhưng mà nó tùy thuộc vào cái người bán đấy, cũng là con chim đấy, nhưng mà cái người ta bán giá cao thì 5-6 triệu. Nhưng mà cũng là con chim đó mà mình gặp, và những người mà người ta có tâm và người ta bán chim giá thấp ấy thì nó cũng khoảng là 4-5 triệu, nó kiểu thế. Chứ còn nói thật với các bác, chứ bây thời buổi giờ mà bảo chim hay giá rẻ thì không có rồi, dứt khoát. Tại vì cái phong trào chào mào bây giờ nó quá mạnh. Phong trào chào mào bây giờ quá mạnh, và bất kể ai người ta cũng có sự trí khôn rất là nhanh, và người ta phát hiện ra con chim tố chất rất là tốt. Đấy, thông thường những con chim bổ tố chất thì nó sẽ qua cái hình thái độ và cái người nuôi người ta cho biết rất là nhanh. Đấy, đâm ra những con chim bây giờ mà chim thì ít mà người chơi thì nhiều. Đấy, đâm ra để mà tìm kiếm một chú chim bổi mà tố chất mà giá rẻ thì hầu như là không có, hầu như là không có hết. Đấy, các bác bảo bây giờ là những chú chim mà tất cả các đồ thủ đấy, anh em hay nếu mà anh em hay đi mua chim bổi, anh em biết bây giờ tất cả các đồ thủ đấy, người ta đều đi đánh chim, người ta bán con chim bổi mà chơi tốt ngoài chừng thì cái giá bèo bèo gì này cũng phải là 2 củ mấy 3 củ đấy, em nói thật, mà chưa chắc chú chim nó về mà chơi được nữa cơ, về nó còn lộn rồi ngoái rồi ngửa rồi đủ kiểu thành phần rồi tuổi thuần nữa đấy, chưa chắc có chim nó về chơi được, khổ thế, mà phải bỏ ra tới 2 triệu mấy 3 triệu để mua con chim, nó khổ thế. Mà không phải là, mà các bác phải nên hiểu là đâu phải là con chim nào ngoài rừng chơi tốt và vào lồng chơi hay đâu, không phải, có nhiều con chim ở ngoài chả chơi gì cả nhưng vào lồng chơi rất tốt đấy. Cho nên là cái này nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, nhưng mà để mà khẳng định được một cái giá và con chim bổi VIP thì nó muôn vàn cái định luật, nó muôn vàn cái sự so sánh để mà mình khẳng định được bác nhá. Anh Như thỉnh thoảng muốn nhắn tin học hỏi anh vài chiêu được không anh? Dạ vâng, nói thật bác thì em rất là bận và nhiều người nhắn tin lắm, đâm ra em trả lời không hết được, cho nên là bác thông cảm nhá. Chứ còn tất cả những cái buổi mà em live stream thế này em đã trả lời các bác, chứ còn một số bác cứ điện thoại với lại nhắn tin là em không trả lời được. Thứ nhất là nhà em cũng buôn bán khách khứa hàng ngày, cái thứ hai nó trả lời qua tin nhắn thì nó rất là mất thời gian, ngồi mà cứ bấm thì nó mất thời gian nhiều lắm, cho nên các bác thông cảm cho em. Cho nên một số bác nhắn tin mà em không trả lời ấy thì các bác thông cảm cho em là vì như vậy. Chứ còn các bác đừng có bảo là anh Lập anh ấy chảnh chó rồi anh ấy thằng này kia nhắn tin anh không trả lời là không phải, tại vì em rất là nhiều việc mà trả lời cho các bác, có nhiều cái câu hỏi nó rất là dài đấy, có nhiều câu em thấy mà có nhiều cái nó quan trọng là em điện thoại luôn đấy, chứ còn trả lời qua tin nhắn thì nó rất là mất thời gian, ngồi bấm rồi mất được người này rồi mất người kia mà nó tốn thời gian rất là nhiều trong cái công việc nhà em buôn bán khách ra khách vào nó rất là thường xuyên các bác nhá. Cho nên các bác cũng thông cảm cho em là em không có trả lời qua tin nhắn. Vâng, 10 gói là 500 ngàn bác ạ, 10 gói là 500 ngàn, 10 gói thì em đề nghị với hãng là cho bác giá rẻ cho, hỗ trợ cho bác, rẻ hơn thị trường cả 10.000 đấy, đúng không ạ? Các bác mua 10 gói là rẻ hơn thị trường cả 100.000, tính cả tiền ship thì vẫn rẻ hơn, lợi hơn, chả phải đâu cả, tự nhiên ở nhà cái shipper đưa tới, đúng không ạ? Khỏe. Các bác có lấy cả 20 gói thì tiền ship giỏi lắm là cũng là 50.000, đấy, các bác còn rẻ hơn cả 150.000, đúng không ạ? Trong khi là cám mới hàng VIP, đúng không ạ? Chả phải đâu cả, cứ ở nhà có cám tới nhà. Có nhiều khi các bác bận việc cũng chả phải lo là phải đi mua cám cho chim nữa, không phải lo, tự có người đưa tới, đúng không ạ? Khỏe. Bữa rừng về tầm mấy tháng mình cho đi kè giật, cái này nó tùy vào con chim nhanh hay chậm bác tiken nhé. Có những con cỡ 3-4-5 tháng đi giật già nhẹ nhẹ được, nhưng mà cũng có con phải 7-8 tháng, cũng có con phải cả năm, nó tùy vào con nó thái độ ở nhà. Bác kể để ý con chim mà có lửa mà nó thái độ ở nhà mà nó muốn đấu ấy thì bác cho đi giật già nhẹ nhẹ bác tiken nhé.
Tại vì những con chim bổ thì nó không có thời gian cố định được. Dạ, uống mật ong nhiều không tốt bác thì nhá, vừa phải thôi thì nó ok. Tại vì những mật ong thì bác nên cho uống trước và sau khi đi về thôi, chứ còn các bác lạm dụng quá thì nó không tốt. Nhà em vẫn có mật ong rừng VIP, VIP các bác nào cần thì em gửi cho nhá. Nhà em là mật ong VIP đầy luôn, bác nào cần thì em gửi cho giá rẻ 700.000 một lít nhá. Nói thẳng trên 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 đây cho các bác biết luôn, anh em đam mê với nhau cứ 700.000 một lít bao hàng VIP. Vâng, mật ong nhà em là mật ong chuẩn rừng đấy, chứ còn nhà em không có bán mật ong nuôi.